nữ hoàng điện kinh Nguyễn Thị Oanh được thưởng nóng và tặng một căn hộ. Chiều ngày 11 tháng 5, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang đã đến thăm, động viên, chúc mừng gia đình vận động viên VDV Nguyễn Thị Oanh. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp cũng tặng Oanh một căn hộ. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Thái và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thăm hỏi và động viên gia đình vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang. Ngày 11 tháng 5, ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang đã đến thăm, động viên, chúc mừng gia đình vận động viên Nguyễn Thị Oanh ở xã Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Ảnh chính là người giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 32, đặc biệt, riêng trong chiều mùng 9 tháng 5, dù lịch thi đấu hai nội dung rất gần nhau, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã liên tiếp giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Tại đây, ông Thái ghi nhận các thành tích của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32 mang lại vinh quang cho đất nước, là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, nỗ lực vượt lên chính mình. Anh trở thành niềm tự hào của quê hương, đất nước, rất đáng được trân trọng, cảm phục và lan tỏa cho thế hệ trẻ. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Thái và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tiền thưởng cho gia đình. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang. Tại nhà vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cũng động viên gia đình tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin cho Nguyễn Thị Oanh trong chặng đường sắp tới. Đặc biệt là nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 32 vào chiều ngày 12 tháng 5. Để biểu dương nỗ lực, thành tích xuất sắc của vận động viên Nguyễn Thị Oanh, ông Thái trao thưởng 70 triệu đồng từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh và bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang. Cùng với đó, đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn đã tặng Nguyễn Thị Oanh một căn hộ tại thị trấn Nính, Việt Yên, Bắc Giang trị giá 700 triệu đồng. Ngoài ra, một đơn vị khác tài trợ kinh phí cải tạo nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình cô. Đại diện doanh nghiệp tặng căn hộ cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi là vận động viên đầu tiên giành 2 huy chương vàng ở hai nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng hơn 30 phút. Cô còn giành huy chương vàng ở nội dung 5.000m nữ.